chìa khóa visa đúng không? Bây giờ treo rồi. Ngon. Ngon. Nó đang quá đằng kia. Oops. Hi. Ui, nhạt quá nào vậy. Anh ơi, ra rồi, đang ở bãi bên này, bãi bên bên gần cầu thì anh đi đối diện lối nhỏ bên này đường. Ở bên kia bãi bên kia anh nhìn sang bên này có hai cầu, cái cầu cầu cam đấy, bên này. Là không khóa. Ờ, không khóa rồi treo rồi khóa vào. Đây khóa một bên rồi. Nó khóa đằng trước rồi. Khóa cả hai. Không khóa cả hai luôn đấy. Như thế này nếu như mở visa ra là trượt xuống luôn. Đấy, bánh này nó treo lên đây rồi. Đó, như bây giờ là phải khóa đằng sau rồi. Sau không khóa nó vẫn lên. Trông bò trông thích nha. Cái nhà mới vừa đây. Bây giờ sau nó quay rồi. Khóa nốt đằng sau à. Chơi đấy hai hôm nữa. Đánh xóa cho mày xem.
Con kia chạy đi, con kia chạy đi, con này mới thoát được. Huấn à, đang dũng à. Hai con xe vô vị tai của nó như xe vô của nó hay đấy. Bé tí.
nó chính là servo zin rồi đấy, cái micro servo. Con này con servo này là chuyển số. Đấy, số 1, số 2. Nhưng mà con này lúc đẩy số lùi nó hay bị giật tưng phát lên nhỉ. Nó không từ từ giống như là leo chéo leo thẳng chạm gầm. Doggy ấy. Hôm nay là bao nhiêu dương rồi? 15 xong rồi sau rồi ngồi đi nhỉ? Mang sau tổ chức nuôi chó này. Cái gì đấy? Lúc trước vừa cuối tháng rồi. Ừ. Hôm trước á? Có ngồi không? Không ạ. Thế? Thế mà là mấy anh em làm chó thì hay vừa đẹp. Đẩy đâu anh? Chết rồi. Tại cả tháng rồi say. Đó là lấp. Vừa nãy ngủ rượu chứ. Mà tôi uống ít rồi mới mò ra, đứng lâu lắm mò ra. Mẹ ơi. Vật. Dương cặp rồi thì mẹ ơi. Tháng rồi đâu, ngày hôm nay không ra được cả tháng. Có mọi người ngồi sau nhá, em về trước thì có việc tí.